Khi bố mẹ chia tay. Giá mà mẹ không đem thằng Tèo bỏ đi với người đàn ông ấy thì gia đình mình đã thật hạnh phúc, trọn vẹn. Tội nghiệp ba quá. Từ ngày mẹ bỏ đi, ba buồn lắm. Trước mặt mình ba cố tỏ ra bình thản, nhưng mình biết trong lòng ba đang rất đau khổ. Trời ơi, lẽ nào ba đã có người phụ nữ khác? Sao ba lại giấu mình? Ban ngày ba vờ buồn phiền để mình tội nghiệp ba, còn ban đêm ba lại bí mật dẫn người phụ nữ khác về nhà. Trời ơi! Con khỏe không? Chuẩn bị luận án tốt nghiệp tới đâu rồi? Cũng tạm tạm ba ạ. Đợt này con không ngủ được, con dùng máy tính vừa thôi. Để ba tìm hạt sen về nấu cháo cho con ăn, sẽ dễ ngủ thôi. Ba, chiếc xe máy của mẹ đâu ba? Ba cho người ta mượn rồi. Ai mượn chứ? Chính là người phụ nữ đó. Tại sao ba lại khờ vậy? Phải chăng đó là lý do để mẹ bỏ ba đi với người khác? Hạnh, con làm sao vậy? Con mệt à? Vâng, con mệt. Thôi, con đến trường đây. Mệt thì con xin nghỉ ở nhà đi con. Mai chủ nhật, ba mẹ sẽ đưa hai con đi chơi công viên nhé. À, thích quá ba ơi, hoan hô ba. Ba mua bắp rang bơ cho con. Mẹ, cho con đi đạp vịt nghe. Alo, Tèo hả? Chị và ba khỏe không? Em chán lắm chị ơi. Mẹ bỏ đi đâu từ chiều, mẹ và Dượng cãi nhau dữ lắm. Hôm nay em phải nghỉ học đàn. Chị, alo, chị à. Trời ơi, người lớn thật ích kỷ, tại sao lại cứ làm khổ con trẻ như thế chứ? Lại còn thế nữa, cha cho cô ta chiếc đàn của thằng Tèo. Không, không thể nào. Thằng Tèo thì liên quan gì đến việc mẹ bỏ đi cơ chứ? Ba đã quên đi tất cả rồi. Hạnh, dừng lại, con học thói côn đồ ở đâu vậy? Ba, cô ta không có quyền, con ghét ba. Trời ơi, sao lại thế này? Mẹ, sao mẹ lại ốm o thế này? Mẹ con muốn đem mấy thứ đồ dùng đi, nhưng sợ con trông thấy. Mẹ quay về với bố con đi mẹ. Cả nhà rất cần mẹ. Mẹ rất hối hận vì đã rũ bỏ hạnh phúc gia đình. Mẹ có lỗi với cha và các con lắm. Mẹ không mặt mũi nào. Hạnh ơi, cha sẽ bỏ qua thôi. Con biết cha vẫn còn rất thương mẹ. Con xin mẹ. Mẹ, rồi sẽ ổn thôi mà. Con sẽ vào xin ba ngay đây. Rồi gia đình ta sẽ lại như xưa. Lọ điều ướt không nhiệm màu. Giỏi lắm, hôm trước mẹ đã hứa tặng cho con một món quà. Nếu con được 10 điểm thi giữa kỳ, con muốn mua gì nào? Dạ, con muốn... Cậu nhìn này, bố mẹ tớ mới mua cho tớ lọ điều ướt này đấy. Thích thế, tớ nghe nói lọ điều ướt này linh nghiệm lắm. Nếu cậu muốn ướt điều gì, thì chỉ cần ghi vào tờ giấy bên trong lọ điều ướt này thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy. Tớ cũng nghe nói vậy. Lát nữa tớ sẽ viết điều ước của tớ để thả vào đây. Con muốn có một chiếc lọ điều ước ạ. Được rồi, mẹ sẽ mua cho con một chiếc lọ thật xinh nhé. An này, lọ điều ước của con đây.
nhìn nó đẹp đấy chứ. Con cảm ơn mẹ. Mình muốn có một chiếc váy thật đẹp để khoe với các bạn. Mình ước có một chiếc váy thật đẹp. Vài hôm sau. Con chào mẹ, cháu chào bác ạ. Ơi, là bác Huệ, bác mới về nước ạ. Ừ, An đấy à, cháu lớn nhanh quá. Lại đây, xem bác có quà gì cho cháu nè. Cháu xem, có thích không nào? Ôi, chiếc váy đẹp quá. Ồ, lọ điều ước linh nghiệm thật. Mình ước có một chiếc váy thật đẹp, cuối cùng cũng thành sự thật. Có lọ điều ước này rồi, mình chẳng phải lo gì hết. An, nhớ học bài nha con. Sắp thi hết học kỳ rồi đấy. Vâng ạ. Rồi, sáng mai mình dậy sớm học bài vậy. An ơi, dậy đi con, muộn học rồi. Ôi, muộn mất rồi. Muộn gì? Vẫn còn thời gian ăn sáng mà con. Con chuẩn bị cặp sách rồi xuống ăn sáng nhé. Hôm qua mình ngủ quên mất chưa làm bài tập rồi. À, phải rồi. Ước gì hôm nay cô sẽ không kiểm tra bài cũ. Hôm nay cô Duyên có việc đột xuất nên cô sẽ dạy thay một buổi. Các em sẽ học bài mới nhé. Có lọ điều ước thật là tốt. Sắp thi hết kỳ rồi, cậu đã học được nhiều chưa? Tớ chưa học được gì cả, nhưng tớ đã có cách rồi. Cách gì vậy? Bí mật. Mình ước thi hết kỳ sẽ được điểm 10. An, con làm sao vậy? Sao lại khóc? Mẹ, con biết điểm thi học kỳ rồi. Vậy à, kết quả thế nào con? Các môn của con đều dưới 5 điểm. Hả? Con nói gì vậy? Lâu nay điểm số của con toàn 9-10. Cô giáo cũng đánh giá con học rất tốt mà. Sao lại... Con có chuyện gì phải không? Dạ, tại con thấy các bạn nói rằng lọ điều ước rất linh nghiệm, nên con đã viết rất nhiều điều ước rồi bỏ vào trong lọ điều ước kia. Con ước có một chiếc váy đẹp, cô giáo không kiểm tra bài cũ đều thành sự thật. Và còn lần này, con đã ước con có điểm cao trong kỳ thi học kỳ. Và thế là con ung dung không học thêm bài đúng không? Con gái à, chẳng có phép màu nào ngoài bản thân con cả. Chỉ có bản thân mình mới có khả năng tự biến hóa những giấc mơ của mình thành sự thật. Không ai được hưởng thành quả mà không cố gắng nỗ lực. Người ta thả những điều ước vào là để tạo động lực giúp bản thân thêm cố gắng, phấn đấu. Đó chính là ý nghĩa của lọ điều ước con à. Còn những điều may mắn đến với con trước đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Từ nay con sẽ học hành chăm chỉ. Con sẽ tự mình thực hiện những điều ước của mình. Mở đường mới. Bố bệnh nặng, chắc là chẳng thể qua khỏi đâu. Bố đừng nói thế. Bố gắng giữ gìn sức khỏe bố ạ. À? Bố mẹ làm lụng cả đời, mất đi cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có hai mảnh đất. Mảnh phía đông thì bố sang tên cho anh cả, còn mảnh phía tây á thì sang tên cho anh thứ. Các con tùy ý sử dụng và bảo ban nhau mà làm ăn. Bố, xin bố cứ yên lòng, chúng con sẽ luôn yêu thương và sát cánh bên nhau. Các con biết vậy, bố có thể yên tâm mà về với tổ tiên rồi. Mình ơi! Sao, có chuyện gì vậy? Mình à, tôi vừa đi qua làng bên, thấy họ kháo nhau mảnh đất phía đông bên nhà bác cả. Sắp có con đường lớn chạy qua đấy mình à. Vậy ư? Đen nhỉ? Giá mà nó chạy qua nhà mình
thì có phải tốt hơn không? Hay là thế này, mình thử sang lựa lời với bác cả, để bác ấy đuổi cho mảnh đất kia xem sao. Nhưng lúc bác ấy chưa biết. Làm thế có được không? Sao lại không được? Cứ làm thế đi. Sau này bác ấy biết, hay có ai nói gì, thì mình bảo cũng có biết đâu. Ai mà trách được? Cô chú muốn đổi mảnh đất ấy à? Vâng, anh đổi giùm chúng em với ạ. Ngoài ấy đất tốt lắm, anh trồng trọt hay chăn nuôi gì cũng tiện anh à. Thế cô chú tính làm gì trên mảnh đất ấy? Dạ, chúng em đã có dự tính riêng của mình rồi ạ. Mong anh đổi cho bọn em đi ạ. Thôi được rồi, anh em trong nhà, nếu cô chú thích thì tôi đổi cho nhé. Ôi, cảm ơn anh cả, anh tốt quá ạ. Vậy mình à, mình ơi, chúng ta mau mang giấy tờ sổ sách, nhờ bác ký cho một chữ, rồi làm thủ tục sang tên đổi đất ngay đi. Vì chứ đất đai giấy tờ sổ sách là phải rõ ràng. Gớm, đất đai chứ có phải cái gì đâu mà sợ nó rơi mất. Nhưng thôi, cô chú cứ mang giấy tờ sang đây. Dạ, thì em cứ nói vậy. Mấy nay chăn nuôi, giá lợn gà đều thấp quá, chẳng đủ tiền mua thức ăn cho chúng, gây quá. Ai ngờ được là mảnh đất đổi cho chú ba lại có đường nhựa chạy qua. Giá ngày ấy không đổi chác thì... Hay là chú thím ấy biết trước như vậy, nên sang đổi đất cho nhà mình nhỉ? Làm gì mà biết trước? Mà thôi mình à, chớ có nghi kỵ chi cho mất tình anh em. Mà nếu có như vậy thật, thì một khi mình đã đổi, cũng không nên lời ra tiếng vào chi nữa cho thêm mệt mình nhé. À mình ơi, hay là thế này, tôi ra nhờ chú thím ấy nhượng lại cho một gian để thằng Quân mở cửa hàng nhôm kính, tăng thêm thu nhập. Chứ bấy lâu nay... Ừ, thì mình ra nói thử với chú thím ấy xem sao. Chú thím đó à? Chị sang chơi đấy ạ. Ừ, chú thím này. Có gì thì chị cứ nói đi. Chị em trong nhà có gì mà ngại? Anh chị muốn qua nhờ chú thím mượn lại một góc đất bên cạnh đường cho thằng Quân nó mở cửa hàng nhôm kính. Chứ bấy lâu nay trong kia làm ăn khó quá. Chú thím cho anh chị mượn nhé. Chị ơi, tiếc quá à. Không được rồi. Nhà em cũng chuẩn bị mở cửa hàng cho to rộng hơn. Thế này vẫn còn chật quá chị ạ. Vậy à? Thôi vậy. Này, cửa hàng đã rộng thế này sao còn mở thêm làm gì? Nói vậy thôi chứ sao có thể mượn đất cơ chứ. Đất giờ là đất vàng đất bạc, sau này muốn đòi có khi lại khó khăn chứ. Mà có lẽ thế thật, đất đai bây giờ tăng giá vùng vụt, biết đâu hai bác ấy có ý đồ gì. Thì mày nói thật sao mình? Thôi mà bố mẹ, xin bố mẹ đừng buồn nữa ạ. Con được xã cử đi học về nâng cao kiến thức trồng cây theo tiêu chuẩn mới. Chắc chắn sau khi học về, con sẽ cải tạo lại khu đất nhà ta để trồng những loại cây mới có giá trị và cho năng suất cao hơn. Nhiều năm sau, xem kìa, cây trái nhà anh Quân con ông cả Thảo mùa này lại còn tốt hơn nữa bà con ơi. Ừ, đúng là có học có khác, vụ nào cũng trúng lớn. Phải rồi, chúng ta phải nhờ cậu ấy truyền đạt lại kinh nghiệm cho. Các bác vào trong nhà xơi nước đã ạ. Nhìn vườn cây nhà bác thích quá, vụ này lại được mùa lớn rồi bác nhỉ. Các bác cứ vào trong đây ngồi chơi, đợi cháu nó về, nó bày cách trồng trọt cho. Thằng bé trông thế mà sáng ý lắm. Vâng, được như thế thì còn gì bằng nữa ạ. Bác, thím có việc gì mà nhìn thím thất thần thế kia? Cửa hàng nhà em bị cháy hết cả rồi anh chị ơi. Trời ơi, thật vậy ư? Em cùng đường không biết làm thế nào nữa. Chủ nợ biết nhà em bị cháy, tìm cách đến xiết nợ. Em cũng không biết phải làm sao hết. Thế chú ấy đâu? Dạ, nhà em buồn bã quá, phát điên phát rồ. Cứ đứng bên gian hàng đã cháy rụi, khóc than vật vã, rồi chả biết đi đâu nữa. Chết thật,
Thôi bây giờ mình đưa thím vào nhà nghỉ ngơi, để tôi đi tìm chú ấy về. Tạm thời chú thím cứ ở đây đã, còn nợ nần gì sẽ dần dần tính cách tháo gỡ. Quá lắm, tôi bán miệt vườn này cũng dồn được một khoản. Đã bảo vậy, gì mà thím cứ khóc nức nở thế? Vâng, hai bác tốt với chúng em quá. Vậy mà trước đây xin lỗi hai bác, chúng em... Thôi, chuyện cũ thím nhắc lại làm gì? Anh em một nhà, lọt sàng xuống nia cả. Giờ hoạn nạn thế này, phải đùm bọc lấy nhau chứ. Chúng em thật có tội với các bác. Thôi, tôi đi đây. Nghị lực của ngựa trắng. Trường Lâm, sao chậm thế? Con Bạch Long này, sao hôm nay mày vô dụng vậy? Mới chạy có nửa ngày mà đã quỵ rồi. Mày mà còn thế nữa, tao sẽ thay con ngựa khác. Kìa Minh, sao phải bực tức vậy? Con ngựa này già yếu, vô dụng rồi, tao muốn thay con khác. Minh à, con Bạch Long này là một con ngựa tốt hiếm có. Chỉ tại mình bắt nó chạy nhiều quá, bị kiệt sức nên nó mới như vậy thôi. Mình bớt đi đua ngựa, cho nó nghỉ ngơi là nó lại chạy tốt ấy mà. Lại cả nàng nữa, niềm đam mê của ta là đua ngựa, sao nàng có thể nói ta bớt đi đua ngựa chứ? Đi, đi. Đi ra mau, con ngựa lười biếng này. Đi nào. Mày đúng là thân lừa ưa nặng, cứ phải ra roi mới chịu nghe lời phải không? Chàng tỉnh rồi hả? Ta làm sao thế này? Tay ta sao không cử động được? Chàng đừng cử động, chàng quên rồi hả? Chàng đã bị ngã ngựa trên núi và bị gãy tay. Thầy thuốc đã băng bó lại rồi. Trời, gãy tay à? Liệu... Tay phải của cậu gãy xương rất nặng. Các mảnh xương vỡ đã được cố định, nhưng rất khó lành lại. Cái gì? Chẳng lẽ tay ta bị liệt luôn sao? Dù thế nào, đã có em ở bên cạnh đây rồi. Không, không. Mình ơi, thiếp mang cháo yến đến đây. Chàng cố ăn cho chóng bình phục. Ta không ăn, nàng đem ra đi. Kìa mình, sao mình lại không biết lo cho sức khỏe như vậy? Ta đã ra thế này còn lo cái gì chứ? Tay ta đã trở thành tàn phế rồi. Cuộc sống của ta trên lưng ngựa giờ không còn nữa. Đàn ông như ta coi như vô dụng rồi. Mình đừng nói thế. Đợi một thời gian nữa, sức khỏe phục hồi, mình lại có thể cởi con Bạch Long đi săn rồi. Con Bạch Long, nó sao rồi? Nó bị gãy hai chân, cũng được băng bó rồi. Mình có muốn ra thăm nó không? Có, đưa ta ra đó đi. Mình đừng vào vội. Mấy hôm nay con Bạch Long ngày nào cũng luyện tập như vậy, gã rồi nó lại đứng lên. Nó rất kiên cường, em nghĩ nó sẽ sớm đứng lại được trên đôi chân của mình thôi. Tao thua mày rồi, Bạch Long ơi. Nhìn xem, con ngựa đã lấy lại được phong độ rồi. Nó đúng là một con ngựa kiên cường. Cả mình nữa chứ. Cánh tay của mình tuy không còn linh hoạt như xưa, nhưng tôi thấy mình vẫn là người cưỡi ngựa số 1 đó. Ta phải cảm ơn nàng. Chính nàng đã giúp ta có được ngày hôm nay. Mắc bẫy
Trạng Quỳnh. Giờ tôi phải lên đường trở về kinh thành rồi, bác giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn chú đã không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm tôi, lại còn quà cáp tốn kém nữa. Hôm nào có dịp tôi sẽ lên kinh thành thăm chú. Mình đúng là chủ quan quá. Mang đi có mấy đồng bạc mà lại còn tiện đường ghé thăm người bà con. Mua cho anh Tám ít quà nên giờ chẳng còn tiền mà về kinh nữa rồi. Không lẽ lại phây anh ấy thì xấu hổ chết đi được. Thôi, đang đói, kiếm quán nào ăn một chút lót dạ rồi tính tiếp nào. Món ăn ở đây cũng hợp khẩu vị đấy chứ. Chủ quán, tính tiền. Ăn xong bữa cơm này, trong người mình giờ chỉ còn có vài xu lẻ. Làm sao về kinh bây giờ? Về đến kinh cũng phải mất 3-4 ngày đường. Làm thế nào bây giờ? Này, nghe nói ấp trưởng lại tăng thuế đấy. Đã đói kém thế này rồi, tôi cũng nghe bảo là tăng lên hẳn 20 quan tiền. Thế này thì chết. Cứ vài 3 tháng lại tăng thuế một lần. Đã giàu lại còn tham nữa chứ. Hắn thích xu nịnh quan trên nên cũng muốn làm thế để lập công ấy mà. Chỉ có dân làng là khổ thôi. Chẳng hay tiên sinh là người ở đâu đến đây mà lại muốn tá túc lại nhà của tôi thế? Ta chỉ là người qua đường đến xin tá túc. Nếu như ấp trưởng không có lòng thì ta xin kiếu. Miếng ngọc đẹp quá, cho hỏi... Ha, chỉ là miếng ngọc tầm thường thôi, quả thật không có gì đáng xem hết. Miếng ngọc rõ đẹp và quý thế kia mà hắn bảo tầm thường, tưởng ta không biết sao? Có được miếng ngọc này chắc hẳn hắn ta cũng không phải hạng qua đường vớ vẩn. Ta cứ thử giữ lại thiết đãi, biết đâu lại có lộc. Nếu không chê thì mời ngài ở lại dùng bữa tối rồi sáng mai hãy lên đường. Như thế có làm phiền ngài và gia đình không? Phiền cái gì chứ, ngài không phải quá câu nệ. Nếu ấp trưởng đã có lòng thì tôi đây xin có dạ. Chẳng hay tiên sinh có công danh chức vụ gì trong triều đình không ạ? Tôi xem tiên sinh cũng không phải người tầm thường. Ấy, tôi chỉ là một người dân qua đường thôi. Chẳng giấu gì tiên sinh, tôi cũng có chút kiến thức về xem ngọc. Miếng ngọc mà tiên sinh đeo, nếu không phải hạng quan to thì làm sao có được chứ? Trừ phi tiên sinh nhặt được ở đâu. Ngài nói gì cơ? Miếng ngọc nào? Thôi, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Mai còn lên đường sớm, ngài cứ từ từ dùng bữa nha. Sao hắn ta có vẻ bối rối khi nhắc tới miếng ngọc đó nhỉ? Phải chăng hắn đích thực đã ăn cắp miếng ngọc, sợ mình phát hiện báo quan chăng? Được, để ta xem ngươi thế nào. Đúng là một đêm ngon giấc, có thể lên đường được rồi. Người muốn chạy ư? Tên tội phạm kia, ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Chạy đâu cho thoát, bắt hắn lại giải về kinh để chúa thượng trị tội. Các ngươi làm gì vậy? Bỏ ta ra. Những người quỳ dưới kia là ai? Mau khai báo đi. Họ bẩm chúa thượng, con là ấp trưởng của thôn Thiên Bình. 3 hôm trước, kẻ này có qua tệ xá của con, xin được nghỉ nhờ. Thấy hắn có vẻ gian trá nên con đã bí mật theo dõi và phát hiện ra một âm mưu lớn. Gói này là độc dược của chúa thượng, gói này là của bà chính cung, còn đây là của thái tử. Thò gan, kẻ nào mà dám âm mưu đầu độc ta? Mau ngẩng đầu lên ta xem nào. Còn không mau ngẩng đầu lên. Bái kiến chúa thượng. Hả? Là Trạng Quỳnh sao? Người dám to gan đầu độc trẫm sao? Vâng, thần chính là Trạng Quỳnh ạ. Khải chúa, bắt tội thì phải có bằng chứng. Tên này đột nhiên vu cáo thần rồi bắt trói, thần cũng không có cách nào phản kháng ạ. Ngươi còn giảo biện. Chính ta nhìn thấy ngươi lén la lén lút, ghi ghi chép chép, rồi giấu thuốc dưới tay áo. Mau mang tới đây. Ngươi hết đừng chối cãi nha. Ta thì lập được công lớn rồi, kiểu gì chúa cũng ban thưởng hậu hĩnh và thăng chức cho ta. Thuốc độc mà ngươi nói đây sao? Ngươi tự mình xem đi. Sao lại thế này? Sao chỉ toàn cơm khô thế này? Còn chữ ghi trên vỏ thuốc đâu? Làm gì có dòng chữ nào? Khải chúa, thế là rõ ạ. Hắn định vu oan cho thần,
Hồng lập công lấy lòng chúa đấy ạ. Chứ thần nào dám có ý định phạm thượng. Đúng là Trạng Quỳnh vô tội, nhưng tài giỏi như Trạng Quỳnh mà cũng ăn cả cái thứ phước đi này à. Bẩm, nhà chúa thừa thải mới gọi đó là của phước đi, chứ thần dân bên dưới đâu dám phung phí một hạt. Họ gọi cơm gạo là ngọc thực đấy ạ. Tên ấp trưởng hỗn láo kia, người có biết đây là Trạng Quỳnh, người nổi tiếng thông minh trong thiên hạ không? Khi không dựng chuyện vu cáo quan Trạng, đổ oan cho người tốt, làm kinh động đến ta, phạt người 20 gậy, cách chức ấp trưởng. Xin chúa thượng tha cho con, xin chúa thượng tha cho con. Trạng Quỳnh, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta nghĩ hắn không tự dưng vô cớ mà kiện ngươi đâu. Chúa thượng anh minh, đúng là không nhìn lầm người bao giờ. Thần cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, để hắn bớt thói tham lam và nịnh bợ thôi ạ. Thôi, không còn việc có ngươi nữa, ngươi lui về đi. Dạ, tạ chúa thượng, thần xin cáo lui. Vừa được đưa về kinh mà không tốn chút công sức nào, vừa dạy cho tên ấp trưởng kia một bài học, chẳng phải là một công đôi việc sao? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.